Đây là chiếc tủ lạnh của gia đình Barbie, hàng thương hiệu Mattel của Mỹ. Đây, thương hiệu Mattel. Đây là lấy đá ngoài. Tủ lạnh là tủ lạnh hiện đại, hai cánh. Logo Barbie. Còn đây là những cái hình giấy dán lên. Tủ lạnh thì có 3 ngăn. Đây thì kéo ra.